Rồi, vâng, xin chào tất cả các bạn. Sau 2 ngày nghỉ ngơi, thật ra là mình nghỉ có 1 ngày thôi. Đó, mình nói là mình nghỉ 1 ngày nhưng mà kiểu như nghỉ được một lúc á, cái mình cảm thấy hơi khỏe được chứ, mà mình bay vô mình edit cái phần mà gì tập chính đúng không? Tập chính á, cái phần mà tập chính đó, cái tập chính của cái series này đó, mình có edit một xíu, nói chung là edit xong luôn. Đó. Rồi cái ngày thứ hai đó, tức là ngày hôm qua đó, mình kiểu như là nói chung là mình bị buồn ngủ, và mình ngủ sớm, mà mình ngủ từ 7 giờ đúng không? 7 tối nha, 7 giờ tối vậy tới tới 5 6 giờ chiều hay là tới 10 giờ đêm luôn đó. Mình nghĩ là mình ngủ như vậy đã đủ giấc rồi, cho nên thành ra là lúc đó là mình thức nguyên đêm luôn bạn đó. Mình nghĩ là mình ngủ đủ giấc rồi, cho nên thành ra là mình không còn cảm giác buồn ngủ nữa, nhưng mà ai về đâu cái tới lúc mà thức xuyên đêm rồi, sáng sớm thức dậy nó buồn ngủ nữa rồi mình ngủ luôn mà mình ngủ miên man luôn. Kệ kệ đi, như vậy cho sức khỏe nó hồi phục đó. Rồi không nhớ nhiều, ta lại tiếp tục 1.000 ngày sinh tồn. Rồi chúng ta đã vào game, và đâu rồi cái game thử thách của tôi đâu? Ta phóng to lên coi, ủa sao nó vẫn chưa load? Ok, nó bắt đầu load rồi kìa. Nó bắt đầu load rồi. Rồi. Rồi nghe, nó đã bắt đầu load rồi. Bây giờ ta ăn một cái. Ăn xong thì bây giờ đâu? Để mình kiểm tra thử là tất cả nguyên liệu của chúng ta thì vẫn còn khá là nhiều. Đó. Nhưng mà không nhiều lắm, không nhiều lắm. Rồi rồi. Đó. Thì bây giờ nè, đây là tất cả những cái số gạch đá mà mình có. Và nó cũng không hề có nhiều lắm ha. Rồi ta thu hoạch mía luôn. Mía này là được mua từ em dưa dân làng lang thang đó, nhờ ẻm mà bây giờ mình đã có mía để dùng rồi đó. Đó. Hên ghê luôn á, các bạn phải có mía, các bạn phải có mía, các bạn làm ra đường rồi sau đó từ đường các bạn mới làm ra cái thuốc yếu đuối được nha. Đó. Đó. Ban đầu là mình xây cái kem tự tháp này mình cũng không để ý cho lắm bạn, mình cũng không để ý cái việc đó chính là mình cũng không để ý cái việc đó chính là hay là chúng ta cần phải có thuốc yếu đuối bạn. Đó. Mình chỉ nghĩ là khi mà mình xây xong cái này mình vận chuyển tụi dân làng ở trên đó, và sau đó ta sẽ cho zombie đánh tụi nó biến thành dân làng zombie, và sau đó ta sẽ chữa trị cho nó để mà nó biến lại dân làng bình thường thì nó sẽ giảm giá cho chúng ta đó. Thì mình suy nghĩ vậy thôi, nhưng mà mình cũng quên cái việc, quên nha, lúc đó mình quên thật, mình quên cái việc á là chúng ta muốn chữa trị cho con dân làng, cho một con dân làng bị biến thành zombie á, trở lại thành một con dân làng bình thường á, chúng ta phải có thuốc yếu đuối. Mà thuốc yếu đuối là chúng ta làm từ cái mắt nhện lên men, mà mắt nhện lên men á là phải có mía đó, thì mình không biết luôn đó. Thì tới lúc mình mua được, mình thấy mía nè, mình thấy cái con dân này lang thang nó bán được mía cho mình mua luôn, mình mua xí đại thôi bạn, chứ mình cũng không biết là mình mua mình để làm gì cả. Mình thấy thì mình mua thôi, mình mua xong mình trồng ấy, chứ mình cũng chả biết là hay là mình sẽ trong tương lai mình có dùng tới hay không đó. Mình cứ việc mua mình trồng lại thôi. Thì bây giờ nói chung là thì sau một hồi gọi là gì ta, mấy ngày qua bây giờ mình đã phát hiện các bạn đó, mình đã phát hiện cái công dụng của cây mía rồi đó. 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 Nói chung là mình nhớ lại rồi bạn, đó, mình nhớ lại rồi đó. À, sau một hồi nói chung là sau những cái ngày, nói chung là sau 3 ngày qua, trong vòng mà nói chung là những cái phải nói như thế nào nhỉ, nói chung là không không cái lúc mà cái, bây giờ nè, bây giờ nha, bây giờ thì mình đã nhớ lại bạn đó, mình nhớ lại rồi đó, mình đã sực nhớ ra là chúng ta phải cần có thuốc yếu đuối thì chúng ta mới chữa trị được cho mấy con dân làng zombie đó. Và chúng ta đã có mía rồi đó, mình đã biết sử dụng mía để làm gì rồi nha đó. Mình đã biết sử dụng mía để làm gì rồi đó. Ở vô nhà lại ồn nữa rồi. Bây giờ chúng ta đang có một cái cuốc độ mềm mại. Đó. Thì ở trong cái thế giới này á, thì nó cũng chả có quặng kim cương, cũng chả có quặng sắt, nó cũng chả có quặng vàng. Đó. Cho nên là thôi mình nghĩ là mình sẽ ép hết tổng cộng là 2 cuốc luôn. Không, 2 cây chứ, đúng rồi, 2 cây. Đó có tất cả toàn bộ tổng cộng là 2 cây. 2 cây để mà 2 cây đều là độ mềm mại hết luôn. Đó. Bởi vì trong thế giới này làm giống ôn gì có hang động có quặng, chúng ta đi đào đi 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 đào bới này cái nọ đó đúng không? Có ngoài chuyện thạch anh thì chúng ta có thể đào được đó, nhưng mà cũng không cần thiết bạn. Thạch anh thì các bạn cũng kiểu như là các bạn chỉ cần trao đổi với con Bitlin thôi, các bạn cũng có được một ít chứ cũng không hẳn là cần lắm đâu. Thạch anh thì chúng ta cũng không cần lắm ha. Đó. Rồi đâu để mình sẽ lấy ra một ít sắt nè.
ta sẽ đi trao đổi với mấy em dân làng để mà mình mua thêm một cuốn sách me siêu thấp nữa. Em này hả? Em này đúng rồi, em này là đồ mềm mại nè. Ở đâu để ta xem thử. Em này vẫn chưa reset nghề. Cái gì mà kỳ cục vậy? Rồi, họ làm áo giáp cũng chưa reset nghề. Áo giáp chưa reset nghề. Rồi cái thằng này đâu rồi, cái thằng này đâu? Cái thằng này cũng chưa reset nghề luôn. Wow. Ủa, hay là mình đập bỏ? Có khi nào là mình đập bỏ mình đập bỏ những cái khói cùng chỗ đây nè. Thôi rồi. Đây mình đập bỏ những cái khói này của tụi nó cho nó hình như là tụi nó không chịu reset nghề ta. Ôi chắc vậy rồi. Rồi nhà ồn quá. Giờ ta sẽ đặt lại những cái khói này của tụi nó để coi thử là tụi nó có reset nghề không nha. Đó, mình đặt lại đây cho là kiểu như là để cho tụi nó reset nghề các bạn. Đó. Hình như là thiếu mấy cái khối này là tụi nó không reset nghề được. Ngộ đời ha. Rồi mình sẽ đi trao đổi với mấy con dân làng mà mua que trước đi bạn ơi. Hả? Ôi nhà mình bắt đầu ồn lên nữa bạn ơi. Hả? Người thì mở điện thoại, người thì mở tivi, người thì mở đủ thứ chưa á. Ai chà, chắc có thể mình phải ngưng thôi mà. Mình phải ngưng quay một lúc mới được. Chứ không thể nào để như thế này được. Để này quá ồn luôn á, thật sự. Rồi, xong rồi, mình nghĩ là mình phải ngưng thôi bạn ơi. Hôm nay là ngày 229 phải không? Rồi có thể là mình sẽ ngủ à, ngủ cho nó qua ngày đi. Mình để cho tối mình ngủ cái rồi mình qua ngày luôn. Sau đó mình ngưng quay. Rồi ngủ cái nha. Ngủ cái đây rồi sau đó mình sẽ ngưng quay mới được bạn ơi. Rồi, ngưng. Rồi, mình đã trở lại rồi đây. Nhà nó đã bớt ồn hơn một xíu rồi. Vâng, và để xem nào. Thì do là mình bấm dừng cái kiểu này nè thì tất cả mọi thứ trong game thì nó sẽ ngưng chuyển động hết, nó không còn chuyển động nữa à, thế cho nên là mấy anh này vẫn chưa reset nghề được à, cơ bộ là mình phải đi farm cây thêm một lúc nữa rồi đó, mình phải đi lên trên kia kìa, tú ở trên kia kìa đó, mình lấy bột xương xuống để mà mình farm cây thêm một đợt các bạn ơi, để mà mình farm cây mới được, mình farm cây để mà mình lấy gỗ mình trao đổi với mấy anh dân làng, chứ nếu không là mình không có ngọc lục bảo đâu mà mình mua được cái sách phù phép gì ta đồ mà mãi được. Nhân tiện lên đây luôn thì mình sẽ farm cấp một ít luôn ha, chứ có 6 cấp à thì không đủ để mà ép cái cuốn sách đồ mềm mại đó vào trong cái cây cuốc của mình được đâu. Ở cho nên là hình như là ta sẽ cần phải farm cho mình một ít kinh nghiệm. Bây giờ sẵn tiện thì mình sẽ chặt cây luôn. Đó, mình chặt cây trên đây sẵn tiện, mình chặt những cái cây trên đây đó mà mình farm bằng cây luôn ha. Mình đã farm tới tận 34 level luôn rồi đây. Đó. Thì mình farm level nhiều nhiều một xíu để kiểu như là trong phòng hờ trường hợp kiểu như là nó bị thiếu á. Như bạn thấy là cái đợt trước đó, cái video trước thì chúng ta đã bị kiểu như là cần tới 33 level đó, để mà ép cái siêu thấp vào trong một cái cây cuốc này đó, như bạn thấy nó rất là đắt luôn đó. Rồi thì mình vừa mới chặt đây, lúc nãy là mình các bạn thấy là mình đã chặt đốn hết toàn bộ cái cây đây đúng không đó, thì mình mới trồng lại thôi, mới trồng lại thì nó ra được mọc ra như thế này rồi đó, nhưng mà thôi kệ đi không sao. Thì bây giờ tôi sẽ lấy những cái gỗ mà mình kiểu như là vừa mới chặt ra đây nè đó, mấy cái gỗ này, mấy cái gỗ trong cái vườn cây này ha đó, tao có làm cho mình sẵn một cái bàn chế tạo đây luôn đó, rồi mình bỏ lại cho nó đi. Chứ mỗi lần đi lên đi xuống bỏ quên bàn chế tạo không mà mình mệt mỏi lắm à. Rồi bây giờ ta sẽ lấy toàn bộ những xương ở trên đây đó, ta đi xuống dưới, ở đây là 230, ngày 230 buổi tối của ngày 230. Ok, nói chung là trời cũng gần sáng rồi ha, nói chung trời cũng gần sáng rồi. Ồ mèo quái bụi quá trời luôn kìa, chạy ấy da chạy thôi. Gì đấy, what, nổ gì nữa rồi, cái gì mà nổ tối ngày vậy, trời ơi thiệt tình, dưới mấy con Reaper này phá hoài luôn á, hình như là nó bị con skeleton bắn hay sao mọi người, nó bị con skeleton bắn trúng cái nó quay ngược lại đánh bom liều chết cái con skeleton luôn. Đâu vậy, nổ đâu vậy, mình phải xem thử nó nổ đâu chứ, nó mà nổ gần nhà mình nó một cái lỗ đó kìa, một lỗ ở đây rồi, trời ơi thiệt tình chữ, mấy em này phá hoại dữ lắm rồi đó nha, phá hoại hơi bị nhiều á. Ok, thế bây giờ mình sẽ gọi là
Tại đây rồi đó, ta sẽ trao đổi hết toàn bộ không gian qua này là chút để mình đi cất những cái xương cái đã chứ nó chật chỗ quá rồi. Thì trong hôm nay thì ở cái video hôm nay mình nghĩ là ta nên gọi là mình nghĩ là ta sẽ tiếp tục farm đá thôi đó, farm đá để mà gọi là có thêm nguyên liệu này, có thêm thật là nhiều nguyên liệu nữa để mà tiếp tục hoàn thành cái công trình của chúng ta đó. Chứ mình chắc chắn luôn là nhiêu đây là không đủ, với tất cả những cái số đá như đây, với tất cả những cái số đá mà mình có ở đây thì chắc chắn là không đủ rồi đó. Và hiện tại chỗ mình, thời tiết ở chỗ mình nó không được tốt cho lắm, nó cứ mưa liên tục mấy ngày nay rồi đó. Thì nó không hẳn là mưa liên tục đâu mà nó kiểu như là mưa thôi, kiểu như là cứ khoảng đầu giờ chiều, cứ khoảng chiều chiều là tới chiều chiều tới là nó mưa hả, chiều tới là mưa, chiều tới là mưa đó, chứ nó cũng không hẳn là mưa liên tục đó. Mưa một hơi thật là nhiều, sau đó cái nghỉ thôi, mưa thật mưa một hơi đó rồi ghê cái nó ngừng ngừng sau cái hơi cái mưa nữa đó vậy thôi, không có gì cả, không hẳn là nó mưa từ sáng cho tới chiều, từ chiều cho tới tối, từ tối cho tháng mai ha đó. Không có chuyện đó, chuyện nên nếu như mà mưa chỗ đó nó thật đó là mà có thể chứ là cây cỏ nó úng hết trơn, úng rễ cho luôn thật. Rồi ta đã có được 32 ngọc báo rồi. Đâu để xem thử. Ta cần 9 cái ngọc bảo. Bây giờ mình sẽ đi ra mình lấy sách rồi mình enchant với lại em cái em thợ cái gì? Thú thư, đúng rồi, thú thư. Ở đây mình enchant cái em thú thư đó. Đây rồi, em đây rồi. Tôi xin của em một cuốn nha. Rồi ta cần phải có thêm một cái đây là em vũ khí à. Vũ khí ơi. Hiện tại mình chưa cần vũ khí cho lắm. Bây giờ mình sẽ đi lấy của em công cụ rồi, công cụ rồi. Quá trời quá đất nhiều em được làm biết, bây giờ mình cũng không biết em nào game nào luôn. Ok. Em này là vũ khí, mình cần cái em công cụ cơ. Rồi. À đây rồi. Đó. Là ní thật luôn không bán à, rồi xong em ấy không bán nữa bạn ơi, em ấy nghỉ bán rồi rồi xong rồi vậy làm xong mình sửa đây đó. Mình thì mình chỉ còn cách là mình phải sửa đồ theo kiểu là mình phải mua sách mending thôi bạn ơi, mà cái thằng này nó bán chua quá, cái thằng này nó bán cái giá chua quá trời luôn. Ok thì mình có một mía nè, đâu rồi mía 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 đâu rồi, mía đâu rồi, à đây mía đây đó. Mình sẽ thu gom một ít mía để mà mọi người là ta sẽ trao đổi với cái con dân làng đó ở phiên bản 1 chấm, ở cái phiên bản mình đang chơi là phiên bản 1.16 nha, không phải là phiên bản 1.17 đó. Ở phiên bản 1.17 là chúng ta đã có máy farm luôn rồi, máy farm mía, máy farm mía này không phải là máy farm mía bình thường, máy farm mía này là một cái máy farm mía siêu xịn, máy farm mía này là một cái máy farm mía mà bạn có thể sử dụng liên tục đó. Thì để mình minh họa như thế này cho bạn dễ hiểu. Đây ta sẽ đổi cái này ra thành bột xương đi. Đó. Rồi em sẽ lấy à, đây. Đấy như bạn thấy là mình sẽ bón cho cây này, bón không được nha. Đây bạn nghe tính nghe cái tiếng mình lít chuột nè. Đó không được nha, không được nha, không bón được. Đó. Nhưng mà ở phiên bản 1.17 thì chúng ta bón được nha, bón được. Đó. Thôi đó thì hiện tại mình chơi phiên bản 1.16 mình đành chịu thôi đó. Vậy có vài bạn sẽ nói là sao không chơi phiên bản 1.17 đi cho nó khỏe, thì phiên bản 1.17 là cái phiên bản 1.17 là phiên bản gì, cập nhật về hang động đúng không, nếu như mà là cập nhật về hang động á thì là phiên bản cập nhật về hang động đúng không đó. Nhưng mà nó mới cập nhật có một nửa à, nó mới cập nhật có phân nửa à, chứ nó chưa cập nhật hoàn toàn đâu đó. Cho nên thành ra là đợi tới phiên bản 1.18 đi rồi chơi luôn rồi đó. Đó. Và với lại á, là mình cũng gọi là không có ý định gọi là làm dài dài đâu đó. Mình làm xong cái series này còn mình làm thêm dài cái series như là xin phá đảo Minecraft thế giới chơi toàn là sa mạc nè, thế phá đảo Minecraft thế giới chơi toàn là nước nè đó, rồi kiểu nhiều nhiều cái thế giới lên sau đó mình sẽ nghỉ. Rồi mình làm thêm cái mình thực hiện cái dự án cuối cùng của mình đó chính là Minecraft Minecraft thế giới vô tận đó, giờ đó gần như là cái dự án cuối của mình luôn đó, cái dự án cuối của mình luôn ha đó. Rồi bây giờ ta tự mình định làm gì quên tiêu ta, mình định làm gì tôi quên tiêu rồi, quên heo ba hoàng để nhớ cái nhớ cái ủa sao quên mất tiêu chân này ủa sao quên tiêu chạy
Là ní qua tiền lộ à. Rồi. Đi phù phép. Mình đã có 34 level, ta sẽ phù phép cái này. Cái này nó có chậm hỏng nè, đây mình sẽ đi phù phép với cái này một cái ha. Đồ đi còn không? À, còn. Gì còn có chút xíu vậy? Mình sẽ đi mua thêm. Rồi, vừa mua xong thì lên cấp 35 luôn rồi, cũng được, ngon. Vừa mua xong cái lên cấp 35 luôn, hay ho. Đây chậm hỏng nè, mình sẽ bật vô đây một cái. What the tao đùa với mày à, tao giỡn mặt với mày ra. Ô ô, bảo vệ bảo vệ bảo vệ bảo vệ, được 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 được, sống dữ, có đinh ba đâu mà sống dữ, có đinh ba đâu mà sống với chả dữ. Ok, bảo vệ thì mình ở đây mình có một cái quần bảo vệ rồi, à mình có cái giày bảo vệ 4 này nhưng mà vẫn chưa có chầm hỏng. Đây mình có cái chầm hỏng 3, bảo vệ 3. Đây cái áo mình cũng vẫn chưa có nè. Ok rồi, vì cái áo thì mình sẽ xử lý sau đi. Bây giờ mình sẽ xử lý cái giày trước, mình sẽ xử lý cái giày của mình trước. Đây ta sẽ đặt cái giày vào chầm hỏng 3 rồi, đây rồi đó, bảo vệ. Rồi mình sẽ ép vào cái cây cùa, cái cây mà gần hư này đó. Rồi xong, gãy cái hư cái đe luôn rồi. Đó. Ta sẽ ép cái bảo vệ này vào trong cái áo, đúng rồi, cái áo này. Cái áo này mình sẽ ép cái bảo vệ vào nha. Rồi tất cả đều có đã có bảo vệ. Đó. Đó, tất cả đều có bảo vệ ha. Đó. Cái nón này thì cần nâng cấp thêm một xíu nữa là xong rồi. Đó. Ta có thể mua thêm mấy con liên lạc là xong ha. Rồi thì mình nghĩ là mình sẽ ép sửa chữa vào trong cái này đi. Rồi mình sẽ ép sửa chữa vào trong cái cây cuốc này đó, rồi mình đi lên trên kia mình sửa chữa, rồi mình tham quá một xíu bạn ơi, mình tham quá để mà sửa cái này lại được chứ, để như vậy thì chúng ta không thể nào tham được ha. Đó. Rồi đây mình sẽ giữ là hôm nay là đây là ngày bầu 231 rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên đó mình tham quá, mình sửa cái cây này lại một một cái rồi đó, ta sẽ đi xuống và thăm đá luôn ha. Ta đã sửa xong cho mình được một cây cuốc rồi ha. Đây, mà nó sửa xong luôn rồi. Đó, nguyên si luôn, y hệt như mới luôn anh. Sửa xong luôn rồi đó. Thật ra bây giờ sẵn tiện đây có mấy bé này ta chém không đi. Đó, để cho lên cấp một xíu. Đó, cho lên cấp một xíu thôi, giá có làm gì đâu. Đó. Rồi, ta vứt những cái đồ linh ta tinh tinh này vào. Đó. Thì mấy cái đám cây đó mình sẽ không chặt đâu, bây giờ đơn giản mầm cây ở phía dưới nhà mình còn rất là nhiều bạn. Mầm cây phía dưới nhà mình còn rất nhiều, nhiều không nhiều thấy ớn luôn, nhiều tôi nó nhìn vào là thấy gọi là thấy ớn luôn cho nào. Đó. Ok, Reaper. Ok, chạy thôi. Cảm ơn em Sương nha, em ấy đá đích mình đi một đoạn khá là xa. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào nhà thôi, cũng không làm gì đâu. Ô, có mấy em zombie kìa, mình có nên dụ mấy em zombie vào đây đánh con nhân làm một cái không ta? À, đánh con dân làng quỷ yêu này nè, à, đánh cho nó một cái để cho nó biến thành zombie dân làng, nó mình chữa trị cho nó để cho nó giảm giá bớt nó được, bán gì đâu mà cắt cổ người ta dữ vậy. Ờ trời, nó cắt cổ mình được mà, họ nó cắt cổ vậy không, cắt cổ thì ớn luôn á. Thôi ok thì hết rồi, bây giờ ta sẽ cất một số món đồ đi vào cái này này nè, những cái cuốn sách này luôn. Ok ta sẽ rồi đâu ở đây là rồi, ta cất cái này vào luôn đi đó. Thôi nha, đó mình tính lấy xương xuống để mà trao đổi với mấy em liên lạc để mà mua cuốn sách, lấy xương xuống đi farm rồi trao đổi với mấy em liên lạc để mua cuốn sách lộ mềm mại, nhưng mà thôi cũng như không rồi mình đó. Nhưng mà không ngờ là lên đó chặt có vài cái cây thôi là đã mua được rồi. Ok rồi bây giờ thì mình sẽ farm luôn ha. Đây là ngày 321, nó là 321 thì mình sẽ farm liên tục luôn. Ok bây giờ tôi sẽ mình sẽ bắt đầu farm với cái cây cuốc này trước đi đó. Thì chừng nào mình sẽ farm tới chừng nào mà hai cái cuốc này nó chỉ còn một cái chấm đỏ thôi, rồi sau đó ta sẽ gọi là bắt tay vào thực hiện cái công việc đó, xây tiếp tục xây cái kim tự tháp rồi. Ok rồi
xong ha. Đó thì hai cây cuốc của chúng ta nó đã bị biến thành một cái chấm đỏ hết luôn rồi. Và bây giờ mình sẽ chuyển cái này lại một cái rồi xong đó. Thì hai cây cuốc của chúng ta gần như là đã có một cái chấm đỏ hết rồi đó. Thì bây giờ ta cần phải đi lên trên đó, ta sửa lại một trong hai cây cuốc này đó. Mình sẽ sửa là một cây thôi, mình không cần sửa hai cây đâu đó. Bởi vì đơn giản là mình sẽ phải sửa một cây. Mình sửa để làm gì? Mình sửa để mà kiểu như là trong lúc xây cái kim tự tháp mà nó có bị sai chỗ nào mình còn có đường để mà đập ra. Bây giờ thì ta sẽ đi xuống thôi, mình cũng không cần phải sửa nhiều đâu, mình chỉ cần sửa một ít thôi là được rồi đó. Ta cũng không cần phải sửa nhiều ha. Ê ê bậy bậy à, bởi vì đơn giản là mình chỉ sửa cây cuốc này với lại á, sửa lại với mục đích đó là kiểu như là khi mà trong lúc quá trình xây á, mình có đặt sai chỗ nào thì mình còn có cái để mà đập ra. Chứ bây giờ thì ta cái độ bền của nó còn có chút xíu à, mà mình xây sai, mà mình cứ đập liên tục như vậy thì nó lơ mơ sớm muộn gì cũng hư thôi. À, cho nên là tao phải nghĩ tới cái chuyện đó. Dạ, quá trời đất nhiều bãi luôn. Rồi bây giờ thì hôm nay là ngày 237 rồi hả, thì mình farm liên tục luôn chứ mình không có ngủ, cho nên là cái thời gian trôi qua nó cũng không có nhanh ha. Rồi ngủ đi.